Kính thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác của năm 2017 và để chuẩn bị cho đóng góp văn kiện Đại hội 9 của Trung ương Hội nhiệm kỳ 2017-2022, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội vì sự tiến bộ của người mù. Dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8 tại Đại hội đại biểu Hội Người mù Việt Nam lần thứ 9. Ban tuyên giáo Hội Người mù thành phố Hà Nội xin được truyền tải toàn văn dự thảo báo cáo của Trung ương Hội để phục vụ cho công tác nghiên cứu và đóng góp cho văn kiện Đại hội 9. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hội Người mù Việt Nam, số báo cáo HNM, Hà Nội ngày tháng 5 2017. Dự thảo báo cáo: phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội vì sự tiến bộ của người mù. Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8 tại Đại hội đại biểu Hội Người mù Việt Nam lần thứ 9. Nhiệm kỳ 8 Hội Người mù Việt Nam hoạt động trong bối cảnh công cuộc đổi mới của đất nước đang trên đà phát triển ổn định và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đảng, nhà nước có nhiều chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật. Truyền thống tương thân tương ái của toàn xã hội cũng như những người đồng tật ngày càng gìn giữ và phát triển, tạo điều kiện quan trọng hoạt động ở mỗi cấp hội. Bên cạnh đó, hậu quả của suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn còn tiếp diễn, ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Thiên tai, bão lụt xảy ra liên tiếp do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân. Những thuận lợi, khó khăn trong nước và quốc tế đã tác động trực tiếp đến hoạt động của hội, đến đời sống của nhân dân nói chung và người mù nói riêng. Bám sát chủ đề Đại hội lần thứ 8, đoàn kết dân chủ, đổi mới hội nhập, tích cực tham gia vào các chương trình của nhà nước, phấn đấu vươn lên vì hạnh phúc của người mù, toàn thể cán bộ, hội viên Hội Người mù Việt Nam luôn đoàn kết khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, xây dựng hội vững mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của người mù ngày càng được nâng cao, hoạt động hội đã góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước. Phần 1 La Mã: kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 8 2012-2017. 1 La Mã: chương trình xây dựng và phát triển tổ chức. Thực tiễn cho thấy ở đâu có hội, ở đó người mù được chăm sóc tốt hơn. Vì vậy, công tác tổ chức hội luôn được coi là nhiệm vụ then chốt để phát triển hội cả chiều sâu và chiều rộng, hướng tới mục tiêu tất cả người mù đều được sinh hoạt, trưởng thành trong ngôi nhà chung của hội. Một nhỏ, công tác củng cố, phát triển tổ chức. Ngay sau Đại hội 8 Trung ương Hội đã kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ, tăng cường cán bộ chuyên trách các mảng chuyên môn cũng như vùng miền để đảm bảo công tác điều hành, chỉ đạo, ban hành văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành hội, tổ chức học tập nghị quyết đại hội, điều lệ hội, rà soát lại nội dung một số văn bản đã ban hành, lấy ý kiến các ủy viên ban chấp hành sửa đổi để phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của hội cũng như quy định của nhà nước. Được sự thống nhất của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1178-BNV-TCP-CP ngày 5 tháng 4 2013, chấp thuận cho Hội Người mù Việt Nam tiếp tục được thực hiện điều lệ của nhiệm kỳ 7 đã được thông qua thống nhất giữ nguyên tại Đại hội 8. Trên cơ sở điều lệ của Trung ương Hội, phần lớn các tỉnh thành hội và các hội cơ sở không phải xây dựng điều lệ riêng, các đơn vị còn lại xây dựng điều lệ theo Nghị định 45-2010-5
ND-CP. Tuy nhiên hoạt động của hội vẫn theo hệ thống từ trung ương đến hội cơ sở. Trung ương hội luôn quan tâm đến công tác củng cố hoạt động của các tỉnh, nhất là các tỉnh mới và yếu vùng sâu, vùng xa. Hội đã cử các đoàn công tác làm việc với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và các ngành giúp đỡ hội hoạt động theo tinh thần kết luận số 73/KL-TW ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện chỉ thị 51/CT-TW ngày 12 tháng 4 năm 1989 về việc giúp đỡ Hội Người Mù Việt Nam hoạt động. Những nơi chưa thành lập hội và những tỉnh nghèo, vùng xa, vùng sâu, nhận thức của chính quyền địa phương về giúp đỡ người khuyết tật còn hạn chế, thành lập hội sau Nghị định 45/2010/NDCP không được công nhận là hội đặc thù, vì vậy phát triển tổ chức hội là rất khó khăn. Với sự quyết tâm bằng nhiều hình thức, được sự quan tâm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và địa phương cũng như theo tinh thần kết luận số 73/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong 5 năm qua, hội đã thành lập thêm được 9 tỉnh hội mới, đa số ở vùng sâu, vùng xa, đó là các tỉnh An Giang, Trà Vinh, Ninh Thuận, Hậu Giang, Kiên Giang, Đắk Nông, Yên Bái, Bắc Cạn, Hà Giang, nâng tổng số 57 tỉnh thành hội, 436 hiện hội, 3.109 chi hội và 72.445 hội viên. Nhằm đẩy mạnh vai trò hoạt động các cấp hội, nhất là hội ở xã, phường, Trung ương hội đã tổ chức đánh giá việc thành lập hội ở xã, phường và chi hội để các cấp hội chọn ra mô hình hoạt động phù hợp với đơn vị mình. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Trung ương hội đã phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 73/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 16 tháng 6 năm 2010 về việc giúp đỡ Hội Người Mù Việt Nam hoạt động. Hội nghị đã đánh giá sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các bộ, ban, ngành ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các cấp hội, sự vươn lên của cán bộ hội viên. Vì vậy, một số đơn vị thành lập sau Nghị định 45/2010/ND-CP được vận dụng các chính sách về hội đặc thù. Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 2 được Trung ương hội và nhiều tỉnh thành hội tổ chức đã đánh giá những kết quả đạt được, tôn vinh những điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, chỉ ra tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng. Thực hiện nghị quyết số 30C-ND-CP của Chính phủ ngày 8/11/2011, cuộc vận động thực hiện cải cách hành chính trong toàn hội được hưởng ứng sôi nổi từ trung ương đến địa phương với những nội dung chính: nâng cao trình độ cán bộ các cấp hội, cải cách, đổi mới phương thức lề lối làm việc, tránh hành chính hóa, sắp xếp bố trí bộ máy cán bộ các cấp hội gọn nhẹ, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Công tác bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản, nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ chuyên môn các cấp hội được Trung ương hội triển khai hàng năm thông qua các lớp bồi dưỡng cán bộ tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng của Trung ương hội. Các chương trình tập huấn, hội thảo, chuyên đề do Trung ương hội tổ chức như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thuyết trình, công tác thi đua khen thưởng, nghề công tác xã hội, luật người khuyết tật và các chính sách an sinh xã hội, kết hợp với thực tiễn, sự nhiệt tình, tâm huyết trong công tác, năng lực lãnh đạo của nhiều cán bộ từng bước được nâng lên, ngày càng đáp ứng với yêu cầu đổi mới của đất nước, của hội được các bộ, ngành đánh giá cao, sự phối hợp tham gia các chương trình của nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, vai trò vị thế của hội được khẳng định trong xã hội.
nhằm thúc đẩy phong trào hoạt động hội phát triển bền vững, Trung ương Hội đã chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kết hợp tốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, mặt trận và của hội như chỉ thị 05 gạch ngang CT gạch chéo TW ngày 15 tháng 5 năm 2016, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị phát động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, cuộc vận động do Trung ương Hội phát động, tăng cường đoàn kết chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng, được tổ chức sơ kết 5 năm, thực hiện và tiếp tục phát động, thực hiện giai đoạn 2, 2013-2018. Vai trò của tổ chức đảng, công đoàn và các tổ chức đoàn thể ở mỗi cấp hội được thể hiện rõ nét trong sự phối hợp hoạt động có hiệu quả, đảm bảo tính đoàn kết, thống nhất, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương, góp phần xây dựng hoạt động hội thêm phong phú. Các cấp hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia tốt hai chương trình lớn của nhà nước là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Hội tham gia và là thành viên của Ủy ban Quốc gia về Người Khuyết tật Việt Nam. Trung ương Hội đã có nhiều ý kiến đóng góp phản biện về các cơ chế chính sách liên quan đến người khuyết tật nói chung, người mù nói riêng tại các hội nghị, hội thảo do các bộ, ngành tổ chức, đặc biệt đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Dự thảo luật về hội. Đánh giá 5 năm thực hiện luật người khuyết tật và các chính sách an sinh xã hội đối với người khuyết tật giai đoạn 2012-2020. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật của Liên Hợp Quốc cùng với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật giám sát, đánh giá việc thực hiện luật người khuyết tật, Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật, đảm bảo hội viên được hưởng thụ các chính sách an sinh xã hội. 2. Công tác kiểm tra. Công tác kiểm tra có nhiều chuyển biến tích cực. Ban kiểm tra Trung ương Hội và hội cơ sở được củng cố kiện toàn, làm việc theo quy chế. Cán bộ làm công tác kiểm tra đều trưởng thành qua các hoạt động thực tế, đã tích cực học hỏi kinh nghiệm để vận dụng trong công tác giải quyết những vướng mắc của cán bộ hội viên và làm tốt chức năng kiểm tra, tham mưu, giám sát. Việc giải quyết đơn thư của cán bộ hội viên được thụ lý và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật. Điều lệ và quy chế kiểm tra của hội, những đơn thư gửi không đúng quy định vượt cấp Trung ương Hội đã làm phiếu chuyển về đơn vị đúng thẩm quyền, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ các đơn vị. Nhìn chung, số đơn thư giảm hẳn so với đầu nhiệm kỳ. Hàng năm, Ban Kiểm tra Trung ương Hội phối hợp với các phòng ban chuyên môn thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá các mặt hoạt động cũng như việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, quy chế làm việc của 4-5 tỉnh hội. Đa số các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, điều lệ hội, hồ sơ, sổ sách, văn thư lưu trữ theo quy định. Nhiều tỉnh hội tổ chức kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra chéo giữa các đơn vị. Đó cũng là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm và giúp nhau hoàn thiện hơn các mặt hoạt động. Vì vậy, hoạt động hội có nhiều đổi mới và nâng cao hiệu quả. 3. Công tác phụ nữ và trẻ em. Công tác phụ nữ và trẻ em là một trong những hoạt động luôn được mỗi cấp hội quan tâm, tạo điều kiện. Những nơi mới thành lập hội hoặc sau đại hội nhiệm kỳ của mỗi đơn vị, Ban Công tác Phụ nữ và Trẻ em được xây dựng và kiện toàn ổn định, đi vào hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh cán bộ phụ trách công tác phụ nữ, số chị em được bồi dưỡng, cơ cấu vào cương vị chủ chốt ở các cấp hội ngày càng tăng. Hiện nay có 206 chị em phụ nữ được cấu tạo vào ban lãnh đạo hội các cấp. Kết quả và bài học kinh nghiệm được rút ra từ các dự án thí điểm, hội thảo, triển lãm do Trung ương Hội tổ chức đã góp phần nâng cao năng lực tổ chức triển khai tốt hơn các hoạt động chăm sóc phụ nữ, trẻ em, tạo môi trường để chị em giao lưu, chia sẻ,
bày tỏ nguyện vọng để cộng đồng hiểu, quan tâm giúp đỡ tổ chức hội nói chung, hội viên nữ nói riêng, hội thảo nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc phụ nữ và trẻ em mù. Dự án tập huấn cán bộ và nâng cao năng lực cho phụ nữ mù được triển khai thí điểm tại tỉnh Hội Thái Bình do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Triển lãm đối thoại trong bóng tối và tạo điều kiện tiếp cận cho người mù do Hiệp hội Thiết kế Tiếp cận Nhật Bản và Quỹ Những Người Bạn vì Quyền Người Yếu Thế tại Mỹ tài trợ. Những mô hình hoạt động này đã được nhân rộng có hiệu quả ở một số đơn vị. Mối quan hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp được các cấp hội duy trì nhằm đánh giá lại kết quả hợp tác trong vòng 10 năm giữa hai hội để ra hướng hoạt động phối hợp trong giai đoạn tiếp theo. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Người mù Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về hoạt động giúp đỡ phụ nữ mù 2006-2016 đã được tổ chức. Hội nghị đã thúc đẩy sự quan tâm đến phụ nữ mù, lực lượng yếu thế và có khó khăn hơn nam giới, xây dựng và thực hiện bình đẳng giới. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp hỗ trợ mái ấm tình thương cho 5 chị em. Bên cạnh đó, hai hội đã phối hợp Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam triển khai khảo sát tình hình phụ nữ và trẻ em để nắm bắt thông tin, số liệu, đồng thời chỉ đạo các cấp hội vận động sự giúp đỡ của cộng đồng quan tâm chăm sóc phụ nữ và trẻ em ngày càng tốt hơn. Công tác xã hội hóa cũng được đẩy mạnh giúp cho Trung ương hội có nhiều điều kiện tổ chức hội nghị chuyên đề chăm sóc vật chất, tinh thần cho phụ nữ mù và trẻ em. Nhân các ngày mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, tổng kết năm học, các cấp hội đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tài trợ tổ chức các hoạt động gặp mặt tặng quà, khen thưởng cho chị em và các cháu, tổ chức nói chuyện chuyên đề, thi nấu ăn, hái hoa dân chủ với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Nhiều chị em và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của các mạnh thường quân. Quỹ hỗ trợ phụ nữ vay vốn, quỹ chăm sóc phụ nữ và trẻ em, quỹ khuyến học được tiếp tục duy trì và phát triển. Một số đơn vị xây dựng nguồn quỹ lên đến hàng trăm triệu đồng. Các câu lạc bộ được thành lập và sinh hoạt theo định kỳ thu hút chị em tích cực tham gia. Trong những năm qua, Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng phối hợp với hội triển khai một số hoạt động giúp đỡ trẻ em mù đa tật, hướng dẫn phục hồi chức năng, giúp các cháu có khả năng đi học được đến trường, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, trao học bổng cho sinh viên nghèo. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2016, chương trình gặp mặt trẻ em mù tiêu biểu khu vực phía Bắc với nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ báo công vào lăng viếng Bác, báo cáo biểu dương thành tích, bày tỏ nguyện vọng của các cháu, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn đồng tật. Hai La Mã, chương trình Việc làm và đời sống để khẳng định khả năng, nghị lực và giảm bớt sự lệ thuộc vào gia đình và xã hội. Người mù luôn mong muốn có được việc làm, thấu hiểu được nhu cầu chính đáng của hội viên. Trong các nhiệm kỳ, công tác đào tạo việc làm và tổ chức sản xuất luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy gặp nhiều khó khăn, công tác này đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa, giúp cho hội viên tự tin hơn trong cuộc sống, chủ động để nuôi sống bản thân và có cơ hội cống hiến cho xã hội. Một nhỏ, chương trình tạo việc làm và tổ chức sản xuất. Chương trình tạo việc làm và tổ chức sản xuất được triển khai với mô hình chính sách là sản xuất tập trung và sản xuất tại gia đình trên cơ sở định hướng nghề xoa bóp tẩm quất là nghề chính, nghề mũi nhọn. Sản xuất thủ công, làm tăm chổi là nghề truyền thống, chăn nuôi trồng trọt là nghề chủ đạo ở nông thôn. Các đơn vị đã tận dụng lợi thế về nguyên liệu có sẵn, nghề truyền thống của địa phương, của hội để thành lập các mô hình hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, trung tâm, tổ, nhóm sản xuất các mặt hàng thủ công, cơ khí, văn phòng phẩm, xe nhang, làm đũa, chổi, tăm, tạo việc làm thường xuyên mang lại thu nhập cho hội viên. Đặc biệt, nghề xoa bóp là nghề chính và phù hợp của người mù hiện nay,
đang phát triển mạnh về số lượng, cơ sở và kỹ thuật viên, trình độ tay nghề từng bước được nâng cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hội viên ở mức 2,2 triệu đồng trên tháng, góp phần giải quyết việc làm, tạo môi trường lành mạnh cho nghề massage trong xã hội. Trong thời đại phát triển mạnh mẽ về ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, việc hạn chế về vốn để sản xuất ra mặt hàng, đảm bảo về chất lượng, cạnh tranh về giá cả, thị trường tiêu thụ là những thách thức lớn đối với những cơ sở của hội. Vì vậy, các cơ sở sản xuất đã cố gắng đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng, nâng cao chất lượng sản phẩm và chú trọng công tác, tuyên truyền để sản phẩm của người mù được nhiều người biết đến và tiêu thụ. Đến nay, các cơ sở sản xuất tập trung vẫn ổn định và từng bước phát triển. Qua thống kê, hội đang quản lý 386 cơ sở sản xuất tập trung, trong đó có 243 cơ sở xoa bóp, mang lại doanh thu cả nhiệm kỳ là 454 tỷ đồng. 2. Chương trình vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội tiếp tục nâng cao hiệu quả của chương trình mục tiêu quốc gia về vay vốn hỗ trợ việc làm trong hoạt động hội. Với nguồn vốn Trung ương hội đang quản lý là 49,651 tỷ đồng, vốn kênh địa phương là hơn 30 tỷ đồng, trong nhiệm kỳ tăng 5,840 tỷ đồng. Các nguồn vốn được cho vay theo mô hình hộ gia đình hoặc các cơ sở sản xuất tập trung của hội. Nguồn vốn được duy trì và triển khai sâu rộng tới 49 tỉnh thành hội, các hội cơ sở. Hội đã phối hợp nhiều biện pháp để tổ chức thực hiện tốt các dự án hỗ trợ việc làm, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của người mù. Nhờ tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay đã góp phần giải quyết tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động, chủ yếu là người mù. Đồng vốn đã hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất tập trung nâng cao về mô hình chất lượng sản phẩm, mở rộng cơ sở xoa bóp, hội viên phát triển kinh tế gia đình bằng sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, tự tạo thêm nhiều việc làm mới, từng bước cải thiện và nâng cao cuộc sống theo hướng bền vững. Theo đánh giá hàng năm, nhiệm kỳ qua, cơ chế quản lý cho vay vốn theo chương trình quốc gia về giải quyết việc làm có nhiều đổi mới, đã tạo ra sự thông thoáng, hiệu quả đối với chương trình cho vay vốn hỗ trợ việc làm. Các dự án vay vốn đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, diện vay vốn rộng, được quay nhiều vòng, hoàn trả đúng kỳ hạn, hầu hết không có hiện tượng chây ì. Hiện nay, số nợ quá hạn là 28,7 triệu đồng, chiếm 0,058%. Hội được cơ quan quản lý nhà nước và ngân hàng chính sách xã hội đánh giá cao hiệu quả của chương trình và là đơn vị có số dư nợ thấp nhất. Để nâng cao hiệu quả của công tác vay vốn, các cấp hội chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn, tổ chức các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt hoặc các nghề của địa phương, kỹ năng quản lý sử dụng vốn, giúp hội viên nâng cao kiến thức, áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao. Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chương trình vay vốn, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và 5 năm thực hiện chương trình hành động, việc xóa đói giảm nghèo do Trung ương hội phát động đã được tổ chức. Hội nghị khẳng định đây là hai chương trình lớn của nhà nước. Hội đã cụ thể hóa vận dụng một cách thiết thực, đảm bảo đúng mục tiêu, đã tạo được việc làm cho hàng vạn lượt hội viên là những người yếu thế trong xã hội, sử dụng vốn vay rất hiệu quả, đã xóa đói giảm nghèo cho nhiều hội viên. Trung ương hội đã tham gia đóng góp ý kiến trong các hội nghị của nhà nước về việc làm vốn vay và phối hợp cùng với ngân hàng chính sách xã hội trung ương tháo gỡ những vướng mắc ở địa phương, kiểm tra đánh giá việc thực hiện triển khai các chương trình việc làm vay vốn, khảo sát đời sống hội viên, tổ chức tập huấn về cơ chế quản lý vốn vay theo nghị định 61/2015/ND/CP ngày 9/7/2015 của chính phủ cho cán bộ quản lý tỉnh hội, ban hành quy định quản lý vốn vay số 206/HNM/ lao động sản xuất ngày 10/8/2016 thay thế quy định số 360/2015
HNM-Lao động sản xuất ngày 6 tháng 10 2009. Với chủ trương đúng đắn trong nhiều năm qua, nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, giúp cho người mù chủ động, tích cực phát triển kinh tế gia đình, đóng góp vào thành tích chung công tác xóa đói giảm nghèo của xã hội. Ba nhỏ, công tác dạy nghề. Công tác dạy nghề giải quyết việc làm cho hội viên trong độ tuổi lao động là một trong những giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể cho các cấp hội, cho hội viên. Do việc xây dựng cơ chế chính sách về dạy nghề cho người khuyết tật nói chung và người mù nói riêng chưa đồng bộ, nên việc triển khai dạy nghề qua các trung tâm theo vùng miền có khác nhau. Trung ương hội hướng dẫn các tỉnh thành hội đề xuất với chính quyền địa phương xây dựng định mức dạy nghề phù hợp với người mù, tiếp tục duy trì xin kinh phí ở địa phương hoặc hội được tham gia chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, kết hợp với các nguồn vận động để mở các lớp dạy nghề. Trong nhiệm kỳ đã mở được 359 lớp dạy nghề cho 6.020 người, tổng kinh phí là 20,446 tỷ đồng, trong đó ngân sách là 13,046 tỷ đồng. Công tác đào tạo nghề tập trung vào 3 nhóm chính, đó là nghề xoa bóp, phù hợp và mang lại thu nhập cao cho người mù, đào tạo, phổ biến, nâng cao trình độ kỹ thuật cho lao động sản xuất, sản phẩm nông nghiệp, sản xuất hàng hóa, chăn nuôi, làm hương, đũa, tăm, tre, chổi, đào tạo nghề phát triển năng khiếu, tin học, âm nhạc. Các lớp học đảm bảo thời gian theo giáo trình, chỉ tiêu tài chính đúng quy định, số người có việc làm sau đào tạo là 70%. Để phát huy hiệu quả hơn nữa, công tác trung tâm dạy chữ, dạy nghề, phục hồi chức năng, Trung ương hội tổ chức thành công hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động của các trung tâm, tích cực kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với một số lớp dạy nghề, làm việc với Tổng cục dạy nghề và các bộ ngành liên quan để tháo gỡ những vướng mắc về định hướng, chi phí học nghề, phương thức quản lý. Một số tỉnh hội đã tổ chức đánh giá 15 năm triển khai nghề xoa bóp bấm huyệt, hội thi tay nghề tẩm quất cổ truyền. Nhìn chung, công tác dạy nghề đã đáp ứng nhu cầu học nghề của người mù, góp phần giải quyết phần lớn lao động có việc làm, có thu nhập, nâng cao đời sống hội viên. 4. Công tác hỗ trợ và chăm sóc đời sống hội viên người mù. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng chính sách an sinh xã hội, từ đó lan tỏa đến cộng đồng lòng nhân ái, tổ chức hội có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong công tác hỗ trợ, chăm sóc hội viên, giúp cho nhiều người mù vươn lên trong cuộc sống. Để hỗ trợ cho các gia đình hội viên nghèo có chỗ ở ổn định, không còn cảnh tranh tre, dột nát, các cấp hội đã tích cực phối hợp với chính quyền mặt trận Tổ quốc, cung cấp, vận động sự giúp đỡ đóng góp của các tổ chức đoàn thể, các dòng họ, nhà hảo tâm, xây nhà đại đoàn kết và sửa nhà cho hội viên. Trong nhiệm kỳ làm được 704 ngôi nhà mới, sửa chữa 472 nhà với số tiền hơn 34 tỷ đồng. Tham gia tốt vai trò của hội trong việc giám sát, thúc đẩy luật người khuyết tật và các chính sách an sinh xã hội đi vào cuộc sống, nên hầu hết người mù trong diện đều được đảm bảo quyền lợi, hưởng chế độ trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, miễn, giảm phí khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng, thuế, các khoản đóng góp của địa phương. Nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người mù, hầu hết các đơn vị đã tranh thủ vận động từ thiện, trích nguồn quỹ từ các hoạt động lao động sản xuất để tăng nguồn hỗ trợ đột xuất cho hội viên với số tiền 185 tỷ đồng. Hàng năm, 100% hội viên được nhận quà nhân các ngày lễ, Tết, ngày thành lập hội. Bên cạnh đó, nhiều người mù được tặng sổ tiết kiệm, trợ cấp thường xuyên, xây dựng công trình nước sạch. Cùng chung tay chia sẻ khó khăn với các cấp hội, năm 2013, Trung ương hội đã phát động quyên góp ủng hộ người mù các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra, được trên 100 triệu đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tấm lòng của những người đồng tật.
cấp tiền hỗ trợ, xóa đói giảm nghèo và kinh phí hoạt động ban đầu cho 9 tỉnh hội mới thành lập, mỗi đơn vị 35 triệu đồng. Hướng dẫn các địa phương có thông tin đầy đủ về hộ nghèo theo tiêu chí mới để có cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững trong hội. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn hội là 22,5%, giảm 4,1%. 5. Công tác truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình. Mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung ương hội với Vụ Truyền thông Giáo dục, Ban Quản lý Dự án Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đã giúp cho hội có thêm điều kiện hoạt động trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình như tổ chức tập huấn, xuất bản các ấn phẩm truyền thông, cung cấp cho các đơn vị làm tài liệu tuyên truyền. Trong nhiệm kỳ đã xuất bản 1.850 đĩa CD, 3.476 cuốn sách chữ Braille với kinh phí 150 triệu đồng, nhiều đơn vị tích cực tổ chức tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề đã nâng cao kiến thức cho cán bộ cũng như ý thức thực hiện pháp lệnh dân số, kế hoạch hóa gia đình cho hội viên, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Ba la mã, chương trình tuyên truyền giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí. 1. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền của hội đã có nhiều hình thức phong phú để tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những cơ chế chính sách liên quan đến hội và người khuyết tật, góp phần cổ vũ, động viên hội viên thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, tàn như không phế. Gương mẫu trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của hội, các cấp hội đã tổ chức tốt nhiều đợt tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhân các sự kiện lớn. Ngày truyền thống của đất nước, của hội như tuyên truyền Đại hội Đảng lần thứ 12, phổ biến quy định của pháp luật về nguyên tắc bầu cử đến với hội viên, cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một số luật và các chính sách an sinh xã hội, biên soạn tài liệu tuyên truyền dưới dạng đĩa CD, băng cassette, chữ Braille, tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hái hoa dân chủ. Thông qua đó, giáo dục truyền thống, tình đoàn kết, tình đồng tật trong hội viên. Công tác phối hợp tuyên truyền được tăng cường giữa hội và các cấp, các ngành, các cơ quan báo đài ở trung ương và địa phương. Một số đơn vị duy trì tốt với đài phát thanh truyền hình tỉnh, có chuyên mục được phát sóng, làm các phóng sự về hoạt động hội, mô hình hay, gương, điển hình tiên tiến. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức về tổ chức hội và khả năng của người mù trong các cấp, các ngành và xã hội, từ đó có sự cảm thông, chia sẻ, sự ủng hộ, các chủ trương cũng như giúp đỡ kinh phí, vật chất hội có điều kiện tốt hơn chăm sóc hội viên. Tạp chí Đời Mới của hội hoạt động dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Trung ương hội, bám sát tôn chỉ, mục đích, nội dung, hình thức có sự đổi mới, đảm bảo tính nhạy bén, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của hội, đã có những cải tiến về nội dung và hình thức được thể hiện với 4 loại hình báo chí. Báo chữ Braille xuất bản theo định kỳ mỗi năm 6 số in, 7.200 quyển. Báo phát thanh 6 số nhân bản 3.000 đĩa CD. Báo chữ Việt xuất bản khi hội tổ chức những sự kiện lớn, cổng thông tin điện tử được nâng cấp, hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định. Thư viện, trang tin bài, văn bản pháp luật liên quan đến người khuyết tật cập nhật phong phú hơn. Số lượng người truy cập ngày càng tăng. Năm 2015, tạp chí Đời Mới kỷ niệm 45 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên, đánh dấu mốc phát triển mới. Góp phần vào kết quả công tác tuyên truyền là hoạt động của đội ngũ cộng tác viên cho các báo đài ở trung ương, địa phương và tạp chí Đời Mới. Hiện nay, toàn hội có trên 300 cộng tác viên, trung bình mỗi năm có 2.650 tin bài được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và tạp chí của hội, 250 bản tin nội bộ được xuất bản dưới dạng chữ Braille, audio và báo chữ Việt. Hàng năm, Trung ương hội tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội
ngũ cộng tác viên như tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cộng tác viên báo chí cho 3 miền và trong các khóa đào tạo cán bộ hội tại trung tâm, lồng ghép nội dung công tác báo chí giúp cho cán bộ hội có kỹ năng chỉ đạo hoạt động này tốt hơn. Được sự giúp đỡ của tổ chức Marie Kondo, tạp chí Đời Mới đã có nhiều thuận lợi tiếp quản và đưa vào vận hành các trang thiết bị mới. Kỹ thuật viên được bồi dưỡng nghiệp vụ quay phim, xử lý hình ảnh, tập huấn giọng đọc, đồ họa báo chí. Chất lượng tạp chí ngày càng đáp ứng nhu cầu thông tin của hội viên. Chi hội tạp chí Đời Mới trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2016-2019. Công tác tuyên truyền đã góp phần tích cực tuyên truyền hoạt động hội, giáo dục tư tưởng trong cán bộ hội viên, đồng thời giúp cho xã hội có cách nhìn đúng về nguyện vọng, khả năng, kết quả hoạt động của người mù và vai trò của tổ chức hội trong cộng đồng. 2. Công tác giáo dục và đào tạo. Do đặc điểm về tật nên việc học tập của người mù gặp rất nhiều khó khăn. Số đông người mù trình độ dân trí còn thấp. Chủ trương của hội luôn động viên khuyến khích cán bộ hội viên học tập ở mọi hình thức như học hòa nhập tại các cấp học phổ thông, học bổ túc văn hóa, mở các lớp xóa mù chữ, phục hồi chức năng, kết hợp dạy nghề, người biết chữ, dạy người chưa biết chữ. Trong 5 năm qua, bằng kinh phí ngân sách địa phương và vận động, toàn hội mở 267 lớp xóa mù chữ, phục hồi chức năng cho 2.539 hội viên. Công tác này càng được chú trọng hơn ở những đơn vị mới thành lập, đơn vị vùng sâu vùng xa. Trung ương hội đã cấp hơn 4.000 bộ học cụ, 1.056 bộ sách xóa mù chữ cho các lớp học. Từng bước để tiến tới đạt chuẩn chương trình xóa mù chữ do Bộ Giáo dục ban hành. Trung ương hội phối hợp với Trung tâm hoàn thiện chuyển đổi sang chữ Braille 2.000 bộ tài liệu xóa mù chữ môn toán và tiếng Việt lớp 1, tiếp tục chuyển đổi môn toán tiếng Việt lớp 2 sang chữ Braille, tái bản hàng trăm cuốn sách chữ Braille ký tự chữ tắt, ký tự học nhạc. Bên cạnh đó, các địa phương tích cực mở các lớp tiếng Anh, tin học, đào tạo âm nhạc, kỹ năng giao tiếp ứng xử, nghề công tác xã hội. Các trung tâm giáo dục dạy nghề trong hội đã có nhiều nỗ lực vận động, tài trợ để duy trì và phát huy tốt chức năng, mở được 140 lớp cho trẻ em, giúp đỡ, nuôi dưỡng các em trong độ tuổi đến trường, mỗi năm khoảng 1.000 em tham gia học hòa nhập ở các cấp học. Đa số các em có thành tích học tập tốt, nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Những đơn vị chưa có trung tâm cũng đã có nhiều cố gắng để phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác giúp đỡ trẻ em đến trường. Vì vậy, số lượng các em được học hòa nhập và học lên cao đẳng, đại học tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Một số đơn vị các em được tham gia thí điểm chương trình giáo dục từ xa. Trung ương hội tiếp nhận và trao tặng một số sách giáo khoa chữ Braille từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhân dịp năm học mới. Chương trình tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin đã có những tiến bộ và ngày càng trở nên thiết thực hơn với người mù. Các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giúp đỡ cán bộ hội viên đến với tin học, xây dựng các phòng máy tính. Trong 5 năm, toàn hội đã mở được 106 lớp, phổ cập tin học cho 1.034 hội viên. Đến nay đã có trên 3.000 hội viên thường xuyên ứng dụng trong học tập và công tác. Năm 2014, Trung ương hội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công liên hoan tin học dành cho người mù lần thứ nhất với chủ đề Biết tin học để cuộc sống tốt hơn, đem lại hiệu quả cao về ý nghĩa, cũng là dịp thúc đẩy việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hội. Trung ương hội đã tích cực tham gia đóng góp có hiệu quả các dự thảo đề tài, hội thảo là thành viên hội đồng thẩm định, đề tài báo cáo khoa học về lĩnh vực giáo dục, công nghệ thông tin cho người khuyết tật do Bộ Giáo dục, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel giới thiệu bộ sản phẩm Viễn thông di động Spec SIM ứng dụng cho người mù, tài trợ điện thoại ứng dụng phần mềm cho đại biểu là người mù tham dự.
tham gia góp ý đề án hoàn thiện kính mắt thông minh cho người mù do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Sau nhiều nỗ lực của các đơn vị, đến nay 100% các tỉnh thành hội, 85% các quận huyện hội kết nối Internet và ứng dụng công nghệ thông tin, nhiều đơn vị xây dựng trang web, vì vậy việc trao đổi thông tin nhanh chóng và thuận lợi hơn. 3. Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao dân trí cho hội viên. Nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập hội, phong trào văn hóa, văn nghệ được diễn ra khá phong phú, thiết thực, đem lại đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên. Các hội cơ sở luôn là thành viên tích cực tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức như kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm giải phóng thủ đô, hội thi đờn ca tài tử, viết sáng kiến kinh nghiệm cải cách hành chính, liên hoan tiếng hát người khuyết tật, giải thưởng văn học, hội trại. Hiện nay, trong toàn hội có 365 tổ đội văn nghệ thường xuyên luyện tập, tham gia biểu diễn, phối hợp với một số hội, đoàn thể, nhà trường, tổ chức giao lưu văn nghệ, gây quỹ hội. Hoạt động thể dục thể thao của nhiều đơn vị đã đóng góp tích cực trong các hội thi thể thao người khuyết tật của tỉnh, toàn quốc và khu vực với các môn kéo co, đẩy gậy, bơi lội, cờ tướng, điền kinh, judo. Hàng trăm huy chương vàng, bạc, các giải đơn vị xuất sắc trao cho các thành viên, đơn vị tham dự các hội thi, hội diễn khẳng định tài năng, nghị lực của người mù. Cũng là một nhiệm kỳ, Trung ương Hội tổ chức nhiều sự kiện lớn, trong đó lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập hội được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, đoàn thể đến dự và động viên. Đồng thời, nhiều cuộc thi được phát động trong toàn hội, tạo cơ hội cho mọi đối tượng hội viên tham gia. Được sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, liên hoan tiếng hát từ trái tim lần thứ 5 diễn ra sôi nổi từ trung ương đến địa phương, thu được kết quả tốt về mặt nghệ thuật, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ và công tác tuyên truyền. Hội là thành viên tích cực tham gia cuộc thi Onkyo, chữ Pride đã thay đổi cuộc đời tôi do Hiệp hội Người mù Châu Á Thái Bình Dương tổ chức hàng năm. Cuộc thi đã mang lại giải thưởng cao cho 5 hội viên với tổng số tiền giải thưởng 2.000 USD và quà của ban tổ chức. Cuộc thi viết Người mù thực hiện lời dạy của Bác, tàn như không phế, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ đến thăm trường thương binh hỏng mắt, giao thừa Tết Bính Thân năm 1956 và đưa ra lời dạy ý nghĩa, đó là dịp để hội viên toàn hội thấm nhuần hơn lời dạy của Bác vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, Trung ương Hội chuyển đổi một số ấn phẩm sách, truyện, lịch sang chữ Braille, đĩa CD cung cấp cho các hội cơ sở, các đơn vị tích cực vận động tài trợ, trang bị thẻ nhớ, USB, đầu đọc đĩa, đài cassette để hội viên có nhiều phương tiện tiếp cận công nghệ thông tin. 4. La Mã, Trung tâm đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù. Trung tâm đào tạo cán bộ phục hồi chức năng là đơn vị sự nghiệp đào tạo thuộc Trung ương Hội. Đến nay đã tròn 20 năm xây dựng và phát triển, mô hình hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung ngày càng đa dạng, thiết thực, đem lại hiệu quả cao. Đội ngũ giáo viên được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 10 giáo viên có trình độ đại học và 3 thạc sĩ. Ngoài ra, trung tâm phối hợp với Học viện Y dược học cổ truyền, Học viện Phụ nữ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam mời giảng viên đến giảng dạy. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 13 khóa đào tạo cho 1.230 lượt học viên. Sau khi hoàn thành khóa học là những cán bộ, giáo viên có vai trò nòng cốt trong các mặt công tác của địa phương. Học viên được nội trú và tham gia các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp hội, giáo viên xóa mù chữ, phục hồi chức năng, kỹ thuật viên xoa bóp, tin học, tiếng Anh, âm nhạc, thủ công mỹ nghệ, cộng tác viên báo chí,
nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ với điều kiện đi lại khó khăn. Trung tâm nỗ lực mở được 2 lớp cán bộ hội cho các tỉnh phía Nam, mở tại Bến Tre, tạo điều kiện tốt nhất để học viên tham dự. Ngoài ra, phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, nhân đạo mở các lớp tập huấn, chuyên đề nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cho cán bộ học viên, nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện các giáo trình, tài liệu giảng dạy, in ấn giáo trình, triển khai thực hiện các loại hình đào tạo, mạnh dạn đưa vào chương trình những chuyên đề mới phù hợp với thực tế hoạt động hội và chức năng của trung tâm. Phối hợp tốt với văn phòng Trung ương hội, chuẩn bị cơ sở vật chất, chỗ ăn, nghỉ, phục vụ các hội nghị, hội thảo do Trung ương hội tổ chức hàng năm. Năm La Mã, chương trình hợp tác quốc tế. Thực hiện đường lối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước trong nhiệm kỳ qua, Hội Người Mù Việt Nam đã tăng cường củng cố và mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế với một số tổ chức hội người mù và tổ chức phi chính phủ. Thông qua đó, trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, vận động nguồn lực hỗ trợ hoạt động hội. Công tác đối ngoại ở Trung ương hội cũng đạt được kết quả quan trọng thông qua việc thực hiện các dự án tài trợ, chủ yếu là các lớp tập huấn, nâng cao năng lực, tiếp tục triển khai dự án nâng cao kỹ năng sống cho người mù Việt Nam, mở được 15 lớp cho 152 học viên ở 5 tỉnh do tổ chức SIDA và Hội Tàn tật Thị lực Thụy Điển tài trợ. Đến nay, dự án đã kết thúc, phối hợp với hội cơ sở thực hiện các hoạt động trong dự án, giám sát việc thực hiện luật người khuyết tật và các chính sách đối với người khuyết tật do Para tài trợ. Tiếp nhận dự án, khảo sát xác minh phổ biến Trung tâm Giáo dục Công nghệ Thông tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và cuộc sống của người khiếm thị do tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ, triển khai tại 2 đơn vị. Bên cạnh đó, công ty Index Bright Nippon Teleshop tặng máy in chữ nổi và các dụng cụ chuyên dùng cho người mù ở Trung ương và một số tỉnh hội, chủ động làm việc với đại diện một số tổ chức quốc tế. Ngoài các hoạt động trong nước, hội cử các đoàn đi tham dự hội nghị tập huấn, hội thảo và đại hội hội người mù các nước để nắm bắt, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu cái mới, vận dụng vào hoạt động hội. Tổ chức hội luôn được Hiệp hội Người mù Thế giới và Hiệp hội Người mù khu vực đánh giá cao về hiệu quả hoạt động. Để tạo điều kiện cho các em, sinh viên có nhiều cơ hội học tập, giao lưu, hàng năm Trung ương hội tích cực tuyển chọn các hội viên trẻ tham dự cuộc thi đọc viết chữ Braille bằng tiếng Anh khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan và đạt được 4 giải thưởng cao. 16 sinh viên khiếm thị được nhận học bổng của Hiệp hội Người mù Thế giới với số tiền 5.200 USD. Ở các địa phương, hoạt động đối ngoại cũng thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước thông qua các dự án với các hoạt động tặng máy in chữ Braille, máy làm hương, các thiết bị chuyên dùng cho người mù, hỗ trợ nâng cấp cơ sở sản xuất và một số công trình, kinh phí mua trang thiết bị, mở các lớp học chữ, học nghề. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức và cá nhân hảo tâm tặng quà, trợ cấp thường xuyên cho hội viên. Công tác đối ngoại của hội đã góp phần làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam, về hội, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, của hội trong quá trình hội nhập.